Bàn tôi hệ gió. Bàn ông nào chả hệ gió? Hệ lửa. Trận này chơi gì bây giờ nhỉ? Tiếp tục chiến thuật. Một bài làm sao dùng được nhiều lần. Hiệu uống nước à? Thôi hiệu uống nước có khi mình chơi pháp sư hợp lý chứ nhỉ? Ngon mà. Hiệu uống nước. Cậu uống nước là cộng cộng mana. Mãi cái Braum mà. Đấu ra cái đồ gì ra mỗi con Braum này chán không. Ôi tôi ra nó ba con lửa có nên tranh ông nào không nhỉ? Xong quá. Gì cơ? Con dép vàng của tôi 2 sao nữa thì tăng 3 cái triệu hồi lên. Bài ông ấy có triệu hồi mạnh. Lửa mua bọn lửa. Thêm con dép vàng nữa thì sẽ. Tôi cũng rác nhưng mà con rác là hệ éo hợp đen éo rất là được. Thì bẻ ra toàn bây giờ mới éo con rác chắc. Hai rừng. Team hai rừng rồi. Trận trước mới ở trận trước đàn tanh mình đó có đàn tanh ấy. Chơi 6 pháp sư là phải tính được cái đàn tanh cho nó. Có giỏi thì bơi vào đây. Ông có phép ít thôi. Không hiểu. Về sau mình ra đấu xếp hạng mới chết. Thôi. Giấu hiểu toàn tóc cuối từ toàn đi. Tim băng. Trận này như cất quá mấy ông ơi. Cút mẹ này đi. Bài như xì tới. Ôi dồi ôi. Đi. Hiệp nhá. Rồi. Toang rồi. Toang rồi. Tôi cũng toang rồi. Tôi cũng toang rồi ông ơi. Toang rồi. Mister toang rồi. À, mình có nâng cấp mẹ luôn, cho thêm con này vào. Có chất chơi mẹ luôn ở được. Cho con này vào cho chất chơi mẹ luôn. Mẹ tìm phun rừng. Hello, đánh kém lên ao. Ôi gặp anh. Gặp anh. Ôi ông đạo ông đó có vừa la 2 ạ. Khéo hiểu đã lấy đâu là vừa la 2 rồi. Anh may cho anh còn mau cai. Team này team mau cai và những người bạn mà. Toàn rồi, đỡ thế nào được. Team này khó quá. Úi giời ơi, đánh là cần chết nó lại hồi máu lại, đánh cần chết lại hồi máu lại. Thế với Vladimir.
Chim rừng này đoạn đầu đâu có đam. Thằng đoạn sau thì nó cũng đâu có đam. Phép ít thôi. Công việc cũng có phép. Ba lửa. Đạo cũng phép ít thôi nha. Không có phép là bị nhiều ấy. Mỗi lượt được ra hai con bin. Lên bà dễ vậy đó. Chả nhẽ này đổ sang tem nước. Mà mua mẹ mang ha ba con nữa. Đeo tôi đang cần đây mà đéo có nước này này. Thôi tôi toang này, trận này tôi chơi pháp sư mà có vẻ toang quá không ạ? Loteria. Gì mẹ thằng này cũng chơi rừng ạ. À. Lin đéo hiểu ạ. À. Chơi rừng mà rừng nó lên 2, rừng mình vẫn 1. Như kẹt. Loteria. Ông muốn phép ý thôi nào ạ. Tôi đâu? Ở đây. Nhìn mãi mới thấy mình ở đâu. Thả tôi ra. Tôi đánh mà. Ít con kẹt luôn. Rồi. Phần gần mãi cuối cùng quyết định lấy con này. Điền lấy mất con. Thì mẹ bài tôi toàn ra lửa đây không ạ? Thôi xong chuẩn bị quả này lên. Bài tôi toàn thế lửa thôi. Bài tôi thì mẹ toàn đi lát đó. Bốc ra một đống đi nát. Tôi ra hai con Vinat 2 rồi này. Anh Mạnh đừng cuối bảng à? Ôi, bài này toàn ra lửa thế này. Mình đang chơi pháp sư mà. Bài đéo có tí đam vào luôn. Bật mẹ này cho con này, tầm này. Thằng này đã hai đố to mẹ. Bài này chứ pháp sư sai lầm rồi. Quần top 2 rồi. Bạn dồn không ra một con pháp sư nào luôn. Kiểu này phải đổi rồi. Đéo nỡ được rồi. Đéo ổn tí nào rồi. Chứ nó không ra thế này thì vỡ mồm rồi. Đéo cách gì đỡ được à. Cá sấu. Nhầm. Lộn nhầm cả. Căng. Ơ. Ô bay. Thôi chứ bất ra. Thôi rồi. Số ca cho ta cũng được. Mà xe cấp cứu để chú thua rồi. Ui đi vừa ra ai ui mỗi lần ta tạo ba con này thua chú khi mà về tới nhà. Thôi quả này bị lát bạc. Mỗi hai con cuối. Nó hiểu ra toàn nước ạ, đi bẹt cái. Hình như là cứ bàn đó. Ba hệ thì sẽ thành hệ nước hết. Bàn hệ nước thì mấy con ba hệ như kiểu. Điên à? Tôi đéo có mà cái tôi cũng hẹn nước rồi mà con ra con nước đéo ở đâu.
Bài tôi không có con nào cấp 2 cơ. Thôi trận này tôi toang sớm rồi các bạn. Đồ đồ còn đeo co. Đéo đã toang. Ông biết tôi đang phải đổi bài không? Bởi vì nó đéo ra một con pháp sư nào nó bắt buộc phải đổi bài, đéo chưa pháp sư nữa. Tính chưa pháp sư mà đéo là pháp sư. Ra toàn tiền nó đéo tôi hiểu. Đánh quái con rơi ra toàn tiền. Số chó, nếu nào chó hơn à. Cái cát nơ này, nếu chưa Warwick. Tầm này ra pháp sư ăn kẹp ra. Tầm này biến mẹ đi. Pháp sư đéo ở tầm này nè. Lửa mấy cái pháp sư. Yếu vãi lìn ra. Bị mẹ. Xây lại bài rồi. Bài yếu quá. Chán gì chưa gặp ông ta. Chán thế nhỉ. Yếu là gặp ông đạo chán ấy. Vì lát tôi lên một gặp tôi để toang à. Tôi chả quan tâm là đi lát. Nhéo gì đi yếu gì. Lừa triệu hồi này. Thật mô lên 2 này. Con ấy đây này. Pháp sư đi. Áo nhiều. Giật to này và con này đi. Cắt đâu? Hay không nghe? Bằng quốc cuồng chiến. Có đít mẹ thằng này đông thế. Nó đã cấp 6 rồi ạ. Cấp 5 là cấp 6. Mẹ chơi mất rồi đấy. Đéo gì đây rồi. Kingrat con ta lên tội này. Mạnh thố. Cuồng chiến tầm này chưa làm ăn được gì cả. Thôi. Cái gì bà cũng biết thôi. Bà này nó muốn chặt là bà. Cái gì bà cũng biết. Đéo chơi phê. Chơi gì chứ đéo chơi phê. Băng mãnh thú. Này thì TOFD mơ. Hay. Quá trình đường bay khó quá. Bài tôi đéo ra nữa, con tôi cần thôi, tôi phải đổi thôi. Em quá. Hiệp ơi, thả. Mẹ, cái đéo thì thế này trời ơi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Được. Này thì... Đọc này. Cháu để tặng cháu. Án để suy nghĩ. Một cháu nó đón nhận đây đây. Con nhỏ này, cô xem. Thế nữa. Rồi tầm này vứt ấy vào rồi. Thật ra ánh sáng triệu hồi bóng tối. Úi đít mẹ bóng tối không biết ra đâu.
Loteria. Mãi chưa được gặp ông đạo trắng thế. Yếu quá. Bài đang yếu quá. Tại sao không được gặp đạo nhỉ? Loteria. Tôi muốn gặp đạo. Loteria. Ôi gì. Đây mẹ báo này. Tôi gặp ông đạo. Này đi tớ vào về. Hãy để cho tôi đánh bại ông đạo. Cháu chơi con này đó. Hãy để tôi đánh bại ông ý cho. Hãy để tôi tiêu diệt ông ý. Cái thể đạo đấy tôi sẽ tiêu diệt đạo. Tuổi. À em. Ok á. Chỉ là lửa thôi mà. Lửa không sợ. Ôi đi tẹo lên một lát. Mà vẫn thắng. Nghe thêm một con Vlad đi. Trận này mình phải xây lại cả đội hình luôn. À? Ông biết tôi phải đập cả đội hình nó xây lại không? Ông toàn thế. Kéo hiểu ông Mạnh toàn vậy chứ. Thôi các chú toàn rồi. Toàn cạc. Tưởng có vừa đi bia ba mà sao lại với người khác. Một cuồng này, cuồng một cuồng chiến, hai cuồng chiến này. Một cuồng chiến, hai cuồng chiến. Ngọc, mãnh thú ngọc. Thế ngọc không cần thiết lắm nhỉ. À đây, bắt đầu sáng phép đi. Cứ từ từ. Đi. Thắng mẹ ở còn đâu. Mãi từ đầu dòng thắng một trận à? Hình như là thắng đúng trận này. Mẹ. Khổ mãi đai. Con này thật sự đéo cần thiết lắm. Mua ngôi nhà nữa. Đây rồi, Tarik. Cho con này vào. Đó, cho Tarik vào này. Tarik vào để lấy ngọc này. Rồi, tầm này không đền thành tiền nữa rồi. Bắt buộc rồi. Ôi, bây giờ phải làm kiểu gì để mấy con đi lên cấp 2. À đây rồi. Không chơi môn đồ. Đây là ông nào đấy? Ông Hiệp à? Hiệp à? Đúng không? Hiệp gà. Địt mẹ, nó bắn được nó không phải nữa. Bí ẩn cái đeo gì tầm này nữa. Ui.
4, 20, 5 lần, 5 lần, 5 lần. Thì con mẹ mấy con xạ thủ mình đéo lên cấp 2 à. À. Nó ra cái này ạ. Ôi, a xe này. Cái nào đánh công hiệp là thắng kinh vậy. Nhìn bài tôi chỉ có đúng hai con cấp 2 chưa. Nhìn cái bài tôi chưa. Nó khốn nạn chưa. Nhìn cái độ khốn nạn của bài tôi chưa. Nhìn ra kìa. Khổ quá, lấy một A xe ghẻ này ạ. Nghiệp. Nghiệp. Xẻng. Hai xẻng lên. Thế là đủ bộ. Mà do tầm này mới được 2 ạ. Địt vậy ông. Avic 2 luôn. Tầm này. Nếu có làm lên khiếu kiện gì không? 4 xạ thủ, 2 băng quốc, 2 ngọc, 2 bóng tối, 2 ổ vệ. Mỗi thứ một tí này. Bất tử. Thằng nào đấy? Hốc. Mai thì hốc. Lai thì đạo gáy. Thằng nào ấy? Ông đánh với thằng nào đấy? Dấu biết. Bóng của thằng nào ấy? Top 1 à? Thờ Wick này. Nhưng mà giờ mình thằng con nét thờ Wick vào thì nó lại hơi khiên cưỡng. Có cả thủ Wick đến ấy này. Hay bây giờ mình thay mẹ đôi này đội ấy đi nhỉ? Mình sợ thay đi thì lại nát. Thay đội băng đi thì sợ nát lắm. Thôi không không chơi. Không phải ngại mà. Ờ, hay là mình thay. Thay thay ấy nhỉ? Thay Varus nhỉ? Varus nó đéo đi cái bài gì? À Varus nó chả đi bài gì cả. Ở đây mua con thích đi. Còn này thôi chạy. À Rick đâu bất tử lên. Cái bài, ui thằng này đéo chết kìa. À, chấm máu á. Loại sinh gò này, đéo đủ sinh ra lắm ấy nhở. Sinh ra nhiều thế. Dụ hàng tao à. Mày muốn dụ hàng tao hay gì? Sinh thì bắt buộc mình vào phải vào. Nếu mà mình chơi độc mình sợ đéo được cái bởi vì mình đéo lên được cấp, đéo có tiền để tấn cấp. Để mà chơi độc cái rìu còn đéo lên được 2 à, khó đánh mãi lìn. 13 tỷ. Vãi gì này, bài ra kiểu đéo gì này, trời ơi. Áp thiên thần ạ. Vô cực kiếm này. Tụ bão này. Ngọn giáo này. Vút mấy. Hay vứt mẹ cho A xe cái vô cực kiếm nhỉ. Mày dồn đồ cho A xe đi, tầm này rồi.
hết nước hết cái rồi. Dây chuyền chỗ Olaf đi. Ôi Twitch này. Đúng rồi, Twitch mà lên được 2 thì mình sẽ cho thay Vazos. Không cần độc cũng được. Nhờn meta rích cả. Hiệp toang rồi. Điên chưa? Tớ bảo khổ trước sướng sau thế mới giàu mà. Lật kèo đến đít rồi này. Tôi ở đây này, lên đây mà bắn này. Rồi, Twitch 2 rồi. Trận này có khi đéo chơi single đó. Không chơi lửa. Chơi Twitch 2 luôn. Bắn luôn. Này luôn. Vậy 4 xạ thủ. Hiệp chơi bài gì ấy? Hiệp chơi cuồng chiến. Hiệp bài mình mạnh phết mà. Hoàng ta 3 này. 6 cuồng chiến, 2 băng quốc, 2 bóng tối. Mạnh phết mà. Sao toan thế nhở? Úi dù ôi, thằng Olaf kiểu vãi lìn thế. Ở đâu vẫn chết kìa. Ôi hiệp vẫn thắng này. Nhưng mình ngào rồi. Mình thắng hay thua đấy. Mình xem mai hiệp mình còn chả nhìn mai mình ạ. Mình chả biết mình thắng hay thua. Đây con Esri tôi đéo lên được 2 thì làm nào ông? Thì kệ mẹ ông. Manfire. Esri Manfire lên 2 rồi này. Manfire lên 2 mà Esri đéo lên 2 ạ. Hiệp 6 máu mình 4 máu ạ. Hy vọng là không gặp nhau đây. Ôi gặp ông Đạo ạ. À. Có chơi được ông Đạo không? Ông Toàn rồi đấy. Chơi đéo được. Trời ơi, chuột bị bắn chết rồi. Vài Linh ạ. Vài ông ghê quá. Bất tử lên rồi. Không, ờ, à, thắng được rồi. Nhờ make A xe của tôi à. Nhìn A xe nó bắn chưa? Bảo đấy may là còn không bất tử được, ông còn mất đỡ mất nhưng mà hơi máu ấy. Đấy mà nãy giờ chạy qua chạy lại hai lần rồi. Đang phân vân giữa cuồng cung với giải khổng lồ nhưng mà nghĩ cùng mua giải khổng lồ ngon hơn. Mà cũng lộn chắc mình chạy vô chạy. Để tích ở trong kia 6-7 cây. Đập mày. Vãi đái ạ. Nó ra lắm ta rích ấy nhở. Chứ không đéo gì bây giờ nhỉ. Ra lắm ta rích cái lắc này. Lắc nó đéo nét vào đâu được. Ôi Ezreal, một con Ezreal đưa cho tao. Thì đã đéo ra rồi. Đéo ra, một con Ezreal đó mà nó không ra này. Đập ai này? Thằng... Ờ, hiệp chết rồi. Này. Hiệp toang rồi. Dina xem. Dina xem nó bắn đây. Dina xem nó bắn đây. Rồi ôi, A xem nó bắn kìa. Không ai sống nổi. Ở trận này tôi lật kèo rồi không ạ? Kèo tôi lật hơi căng. Ta đổi bài thần thánh rồi. Lắc nó bắn kinh quá. À, A xe nó bắn kinh quá. A xe nó xí chết hết. Chào một bài nào. Thật sự bài này đoạn đầu tên tiên mình chơi pháp sư mà đổi được thành bài xạ thủ. Này mà mình kéo đến đây là quá kinh rồi anh thật. Ôi được chết rồi.
chết a xe thôi. Hy vọng một kim rét thôi. Quẩy lên kim rét thôi. À, kim rét. Đéo hiểu suốt ngày gặp thằng này. Đánh hai phát gặp thằng này. A xe vẫn có khả năng chết. Okay, đổ nhai đi. Không biết đổ nhai được không nhỉ? Tuấn mua thử đi. Bọn táo sâu zin ạ. Bọn táo ở trong vất cho ấy thôi. Giờ chỉ hy vọng là A-xe được quẩy rồi. Không hy vọng gì. Mẹ cho con Kha Dích nó nhảy chết ấy rồi. Chứ mình chả sợ đéo cả Kha Dích. Kha Dích ở đứng góc này chắc là không nhảy vào A-xe đâu. Bài không hiểu có sát thủ không? Có đai ma. Hạt bài không đạo à. Ui, hay quá, bốc tử đẹp lắm, ta thích. Ui, còn đây ạ. Mà thôi ông chết đi. Đi, mẹ vẫn chết à. Mẹ bay lửa đau quá, đốt đau quá. Mẹ, bay lửa kinh quá. Thế mà thôi. Triệu hồi lửa, con bà la này mạnh khỏe đấy. 3 triệu hồi lửa nó mọc mấy cây đằng sau lưng của con này không làm gì được. Con Tyra này mẹ cầm cái quỷ thư mạnh thật. Nó gây sát thương phép rồi nó đốt, nó đéo cho mình hồi máu. Nhưng trận này mình kéo vào top 3 là quá hay rồi thật. Đoạn đầu mình nát vãi cả cứt ra thật. Đoạn đầu không ra được bài ngon. Xem trận này đảo top 1 tiếp được không? Rồi đã top 1 rồi. Con gấu trâu quá. Bài tôi gặp thằng này tôi thắng cái 1 đấy. Nào. Nó luôn là đằng sau mấy con pháp sư. Để xem đạo top 1 được không. Đạo đạo đoài nào đánh với vẫn là 50-50 lắm. Chưa biết ăn ai cả. Ôi xong ra chết luôn rồi. Thôi ra trận này khó cho đạo rồi. Ôi giời ơi. Bỏ ra phía sau đi đạo ơi, ra chết luôn kìa. Ra vào cái đâm chết luôn. Lấy tĩnh lặng làm gì? Lấy rét à? Bỏ ra ra phía sau đi đạo ạ. Ra đừng đấy chết luôn đấy. Bỏ ra ra đằng sau cho cái con Nocturne này lên này. Cho Nocturne lên, đạo ơi. Vứt con Nocturne lên phía trước. Ờ đi phía. Thiếu con nào nhỉ? Thiếu cái gì? Ờ. Thiếu con nào nhỉ? Tự nhiên thiếu con lắc rồi. Không phải thiếu lắc, thiếu đàn ma, nhưng mà bỏ Nocturne lên phía sau đi. Bỏ Nocturne lên phía trước, con ta chết luôn, không làm gì được. Nocturne là con nào? Nocturne là cái con bỏ con ra con này.
con ấy này này. Bỏ lên phía trước bắn đéo đi. Bỏ lên phía trước không, con hai gan bị đâm chết luôn, không làm gì được. Đấy, vào cái ra bị đâm phát chết luôn. Cô loại được lệ đéo đâu. Đéo ăn thua. Đi. Con sai ra cũng không làm gì được ấy, nó đứng kiểu đấy là chết ngay, không vào ra cái ra thôi, đâm phát chết mẹ luôn này. Con tác dụng đéo ở đâu, cho con nóc tôn này. Con nóc tôn này là hệ gì sao vậy? Ông lại cho nó trong bài. Nó hệ gì đấy? Sát thủ. Sát thủ vứt sở đi, bao con sát thủ nóc tôn 1 ạ. À. Cho nó lên phía trước đi, cho nó lên phía trước, cho con để cho con này về phía sau. Đấy lắc. Cho thôi, con Enlin sợ nó cũng đéo kịp thả gấu ấy chứ. Một hóa thần 6 lửa, 4 nước 3 triệu hồn. Ui, Enlin đéo kịp thả gấu luôn. Ông để cứ bất cứ, cho Vladimir sang. Đó ạ. Cho Vladimir sang may ra nó sống được. Chết. Cho Vladimir sang chỗ đấy đi, cho Enlin xây chỗ sao Vlad ở đấy được. Sao không? Con nó cho Vlad con gì vào nó cũng chết thôi. Không phải bây giờ không quan trọng cái một tí mana đây, không quan trọng gì cả. Một tí mana không được cái gì hết. Một tí mana không được cái gì hết. Cái dùng nó cái gì được một tí mana thôi, vứt vào bây giờ nó không làm gì, nó bị đâm chết luôn. Nó bị đâm chết luôn rồi xem. Cô ông nhìn con kia thì ông hai trận liền, con ra số lên đâm phát chết luôn. Cái con đấy của ông nó chả được làm được một cái gì trong giao tranh cả. Ông chấp người luôn. Tầm này chỉ mỗi Vla sống được thôi. Cái con gì ông vứt lên trên cái chỗ đấy, con ra số vào đâm cái nó cũng chết luôn rồi. Ông là kéo gì vậy? À mà cũng xong kiếm này ngon, vứt luôn cho con Zed. Vứt luôn cho con Zed rồi. Đỡ chí mạng luôn, chống luôn thằng Gia Sô. Ngon, mà may đấy, được ngay cái vào vũ á. Hoặc là... Thôi còn Zed cũng được, Zed cho nó sống lâu, ra ra để phía sau đi. Xem bài nào nào. Này nó có thêm Z này, ra số lần này ra số đứng mẹ thằng bé này rồi. Bé này định đâm ai? Ôi bị hai cái dây chuyền này. Đấy đánh con ra. Ui càng thằng ơi. Đấy may nhá, khoảng cuối may ông lấy được cái ấy. May ông lấy được cái ma vũ. Nó đỡ hẳn cái đát sữa xanh trên mạng của Lafo luôn. Nguyên mẹ.